Nga không dễ để Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko lưu ý rằng, để gia nhập NATO, bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn cuối cùng là kế hoạch hành động để trở thành thành viên chính thức. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết không có giải pháp thay thế để gia nhập NATO dành cho Ukraine. Không có cách giải quyết nào nhanh chóng để gia nhập NATO, ông Grushko nói bình luận về việc thảo luận khả năng Ukraine gia nhập NATO tại cuộc họp các ngoại trưởng của khối ở Bucharest sẽ diễn ra vào cuối tháng 11. Ông Grushko nói rằng bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua nhiều giai đoạn trước khi gia nhập liên minh quân sự này, với kế hoạch hành động là bước cuối cùng. 30 ngoại trưởng NATO sẽ tới thủ đô Rumani để tham dự cuộc họp kéo dài 2 ngày, từ 29 đến 30 tháng 11. Sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bốn vùng ở Ukraine hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thông qua một đơn gia nhập rút gọn để nước này có thể trở thành thành viên NATO trong thời gian ngắn nhất. Ông Zelensky đã đề nghị NATO kích hoạt quy trình kết nạp nhanh sau khi Kiev đã chứng minh được khả năng tương thích với các tiêu chuẩn của liên minh trên thực tế. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lưu ý để được gia nhập liên minh, Ukraine cần có sự chấp thuận của tất cả 30 nước thành viên, ngay cả khi chỉ một quốc gia không đồng ý, quá trình này sẽ phải dừng lại. Ông Zelensky phải buộc Nga tham gia đàm phán hòa bình. Ông Zelensky cáo buộc Nga gây bất ổn loạt vấn đề và cho rằng điều quan trọng là buộc Moscow tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực sự. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 7 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích ảnh hưởng gây mất ổn định của Nga khi thế giới đối mặt xung đột, khủng hoảng năng lượng, lương thực và các mối quan hệ quốc tế thông thường bị phá hủy. Theo ông, chương trình nghị sự về khí hậu thực sự khó khăn nhưng không thể trì hoãn, vì vậy bất cứ ai nghiêm túc về chương trình nghị sự khí hậu cũng phải nghiêm túc về sự cần thiết phải ngăn chặn ngay lập tức cuộc tấn công của nga khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi và buộc nga tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực sự ông zelensky nói tổng thống ukraine nói rằng nước này đã nhiều lần đề xuất những cuộc đàm phán hòa bình như vậy song không nhận được phản hồi thân thiện từ nga một lần nữa khôi phục toàn vẹn lãnh thổ tôn trọng hiến trương liên hợp quốc bồi thường mọi thiệt hại do chiến tranh gây ra trừng phạt tội phạm chiến tranh và đảm bảo chiến tranh không xảy ra nữa là những điều kiện hoàn toàn dễ hiểu cho các cuộc đàm phán ông zelensky nói thêm một cố vấn của tổng thống ukraine trước đó cho biết ukraine đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với lãnh đạo nga nhưng không phải tổng thống vladimir putin tờ washington post cuối tuần qua đưa tin chính quyền tổng thống joe biden đang khuyến khích các lãnh đạo ukraine ra tín hiệu cởi mở với các cuộc đàm phán Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga gần đây tăng cường tập kích hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng và kho đạn tại Ukraine bằng tên lửa cùng máy bay không người lái UAV. Các vụ tập kích phá hủy 40% hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến nhiều khu vực mất điện và nước. Giới chức thủ đô Kiev ngày 6 tháng 11 khuyên cáo người dân địa phương sẵn sàng sơ tán trong trường hợp mất điện hoàn toàn. Ukraine ngày 7 tháng 11 nhận các tổ hợp phòng không NASAMS và s được cho là sẽ giúp nước này đối phó tốt hơn với đòn tập kích tên lửa và UAV của Nga. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng số lượng nhỏ tổ hợp phòng không tầm trung phương Tây không đủ giúp Ukraine tạo ô phòng thủ lớn, có tác động xoay chuyển cục diện chiến trường. Ukraine bí mật hồi sinh siêu vận tải cơ lớn nhất thế giới, An-225 Maria. Lãnh đạo công ty hàng không Antonov xác nhận đang hồi sinh mẫu vận tải cơ lớn nhất thế giới, An-225 Maria, tại địa điểm bí mật, giữa lúc tình hình chiến sự diễn ra căng thẳng. Tờ Kiev Independent hôm nay mùng 8 tháng 11 dẫn lời quyền giám đốc tập đoàn Antonov của Ukraine, ông Yevhen Harilov, xác nhận với tờ Bill của Đức rằng công ty đang chế tạo một chiếc An-225 Maria thứ hai tại địa điểm bí mật. Máy bay sẽ được lắp thiết bị từ chiếc An-225 bị phá hủy trong không kích cùng các thiết bị mới, ông tiết lộ. Lãnh đạo tập đoàn Antonov nhận định, dự án chế tạo máy bay An-225 sẽ tiêu tốn khoản tiền khổng lồ lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Chiếc phi cơ thứ hai này được mô tả là đã hoàn tất 30%. An-225 Maria do Antonov phát triển từ những năm 1980 nhằm phục vụ chương trình tàu vũ trụ con thoi Buran và hoạt động vận tải quy mô lớn của không quân Liên Xô. Trước khi tan rã, Liên Xô lên kế hoạch chế tạo hai chiếc An-225 Maria, nhưng chỉ một chiếc hoàn thiện và hoạt động cho tới khi bị phá hủy trong trận pháo kích nhắm vào sân bay Antonov ở ngoại ô thủ đô Kiev hồi tháng 2. Việc chế tạo chiếc An-225 thứ hai dừng lại năm 1994. Theo CNN, khung thân, cánh, đuôi và thiết bị mũi máy bay đã được hoàn thiện. Chiếc An-225 thứ hai mà Ukraine đang sản xuất được lắp ráp dựa trên khung chiếc máy bay bị bỏ giờ này. Bước sang tháng giao tranh thứ 9, ai là người phá hủy chiếc An-225 duy nhất hoạt động đến nay vẫn còn gây tranh cãi. Ukraine quả quyết Nga phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, truyền thông Nga cho biết lực lượng của họ đổ bộ sân bay Antonov bằng trực thăng, chiếm khu vực này chấp nhoáng và không có lý do gì họ lại bắn pháo vào khu vực mình kiểm soát. Với chiều dài 84m, sải cánh hơn 88m, chiều cao 18m, An-225 nặng 285 tấn và sở hữu khối lượng cất cánh tối đa 640 tấn. Phi cơ được lắp 6 động cơ tuabin bin phản lực D-18T, khoang chứa hàng của máy bay dài 43m, rộng 6,4m và cao 4,4m, với thể tích lên tới 1.300 mét khối. An 225 nắm giữ 240 kỷ lục hàng không thế giới, trong đó có kỷ lục về chở khối hàng hóa đơn lẻ nặng tới gần 190 tấn, cũng như tổng tải trọng hàng hóa 253,8 tấn, tức lớn hơn tổng trọng tải của ba máy bay vận tải chiến lược của quân đội Mỹ là C-17 Globemaster 3 hơn 70 tấn, C-5 Galaxy khoảng 80 tấn và C-130 khoảng 20 tấn cộng lại. Dù khả năng vận tải ưu việt, nhưng An-225 có chi phí vận hành tốn kém. Ước tính mỗi giờ bay của nó tốn hơn 20 tấn nhiên liệu, tương đương với 6.700 đô la Mỹ. Do vậy, nó chỉ được sử dụng để thực hiện những sứ mệnh đặc biệt. Tàu ngầm Hàn Nhân Anh hủy nhiệm vụ vì bị cháy HMS Victorious một trong bốn tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Anh bị cháy trên Đại Tây Dương và phải hủy nhiệm vụ trở về cảng. Vụ cháy trên tàu ngầm hạt nhân HMS Victorious xảy ra khi nó di chuyển tại khu vực Bắc Đại Tây Dương cách đây 6 tuần, nhưng thông tin chỉ được Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm 7 tháng 11. Hạm trưởng ra lệnh cho tàu nổi lên mặt nước, động thái hiếm khi áp dụng vì lo ngại bị phương tiện trinh sát của Nga phát hiện. Toàn bộ thủy thủ đoàn bao gồm cả những người đang nghỉ ngơi và không trong ca trực được yêu cầu tham gia chữa cháy và tìm kiếm những khu vực có nguy cơ bắt lửa. Nguyên nhân bắt nguồn từ hệ thống chuyển đổi điện xoay chiều sang một chiều để dùng cho nhiều hệ thống trên tàu ngầm. Hải quân Anh cho biết HMS Victorious đã trở về an toàn và cập cảng nhà ở Fastland, Scotland. Quan ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết HMS Victorious lúc đó đang trên đường đến Mỹ chuẩn bị diễn tập, phủ nhận thông tin do truyền thông nước này tiết lộ trước đó cho rằng tàu ngầm đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật khi xảy ra đám cháy. HMS Victorious là một trong bốn tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard, lực lượng gian đe hạt nhân duy nhất trong biên chế quân đội Anh trong suốt gần 60 năm qua. Lớp Vanguard có lượng giãn nước. 15.000 tấn được thiết kế để mang được 16 ống phóng tên lửa đạn đạo. Nhưng Bộ Quốc phòng Anh chỉ trang bị cho mỗi tàu 8 quả Trident 2 d 5 với tầm bắn 7.400 km. Mỗi tên lửa Trident 2 d 5 có thể mang tối đa 8 đầu đạn với tổng sức nổ tương đương 3,8 triệu tấn thuốc nổ TNT. Mỗi tàu lớp Vanguard được biên chế hai thủy thủ đoàn thay phiên nhau để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong chương trình gian đe liên tục trên biển CASD, Anh luôn duy trì ít nhất một tàu lớp Vanguard tuần tra vào mọi thời điểm để sẵn sàng tung đòn trả đũa hạt nhân nhằm vào các đối thủ tiềm tàng. CASD không bị ảnh hưởng. Chúng tôi không bình luận về chi tiết hoạt động của các tàu ngầm, phát ngôn viên Hải quân Anh cho hay.